Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn đều khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn để gửi về cho mình à, Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình Để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a à com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình Số zalo của mình là bảy nha mọi người nha và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook của mình à, mình có một cái trang facebook tên là chuyện ma vũ mập và một cái tin vui nhỏ nhỏ là cái trang đó từ đến thời điểm là sáng hôm nay đó sáng hôm nay là đã được một ngàn người đăng ký rồi <laughs> tuy là mỗi con số nó cũng rất là nhỏ thôi nhưng mà mình thấy là nó cũng là một cái thành tựu nhất định nó là một cái cột mốc nhất định của kênh mình ha thì cái kênh đó đó là mình là cái trang đó, đó là mình cũng đăng chuyện ma lên trên đó luôn và mọi người có thể là theo dõi cái trang đó để mà nghe chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó luôn nha mọi người nha À, rồi ngày hôm nay là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn comment sớm nhất hoặc là những người yêu thích nhất ngày hôm qua nha. Thì cái bạn đầu tiên đó là được comment mà được nhiều người yêu thích nhất luôn đó là mình thấy mình thấy hình như là gần 60 người hay là gần 70 người gì đó là thích cái, yêu thích cái comment này luôn tại vì cái comment này là nó cũng rất là hay và rất là dễ thương. Thì cái bạn comment này tên là Lê Ngọc Diễm Thư nha, một bạn nữ. Lê Ngọc Diễm Thư rất là dễ thương luôn và bạn comment cái nội dung là à, dành cả tuổi thanh xuân để comment nhanh nhất cho Vũ đọc Tên. À, nhưng mà thì hình như là không được đó nên là em xin một like với các tình yêu to lớn và bạn có ghi một cái bài thơ rất là hay là thanh xuân như một tách trà nhâm nhi bánh tráng khô gà đợi nghe À, và bạn mở mặt là đợi nghe chuyện ma ý hí hí à, là một cái câu rất là dễ thương nha và mình thấy là dạo gần đây thì à, các bạn cũng rất là hay là làm những câu thơ ngắn ngắn ví dụ như là Justin nguyễn rồi à, bữa trước là cũng có một bạn khác nữa à, là đã làm một bài thơ ngắn ngắn như vậy thì rất là thu hút được rất là nhiều cái lượt mà yêu thích cho cái cầm minh luôn thành ra là mấy bạn được đọc tên và mình thấy cái trò này cũng rất là vui nha mình nói thẳng luôn thay vì mọi người xin like này nọ đồ thì nghe nó khô khan quá thì thôi mọi người hãy suy nghĩ ra một cái bài thơ nào đó ngắn ngắn nào đó mọi người ghi lên giống như vậy nè thì có thể là rất là nhiều người like và mọi người sẽ được đọc tên nha mình thấy rất là hay luôn một cái gì đó rất là mới trong kênh của mình luôn và cái bạn tiếp theo đó à, mình xin lỗi một cái chị tiếp theo chứ một cái chị tiếp theo mà cầm minh sớm nhất là cũng là một cái chị rất là quen thuộc đó là chị Annie Trân đó, chị Annie Trân là trong vòng khoảng 10 ngày nửa tháng trước thì chị thường xuyên là cầm minh sớm nhất đó nhưng mà hôm nay là chị cũng đã trở lại rồi và bạn Justin hiện đã bị xóa ngay rồi nha là bạn uh, chị Annie Trân đó là chỉ có cầm là Hello Vũ chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ lúc nào cũng mạnh khỏe may mắn đó là một chị cũng rất là quen thuộc trong kênh của mình luôn rồi không mất nhiều thời gian của mọi người nữa ngày hôm nay là mình xin phép mình sẽ vào chuyện luôn thì hôm nay đó là mỗi câu chuyện của một bạn tên là A Linh mình không biết là mình kêu là Anh Linh hay là hay đúng cái biệt danh của của bạn là của anh là A Linh nữa bạn anh này đã gửi về Zalo và anh này là anh sinh năm 1972 nha, anh kể về những cái câu chuyện mà về những lần đó anh nói là anh những lần có hai lần mà anh trải nghiệm đó là anh đã được người thân trong nhà về trong giấc mơ. Nhưng mà trong giấc mơ này đó là anh đã được dẫn đi, anh đã được dẫn đi xuống mình không biết có nên dùng cái từ đó là cái từ địa ngục hay không tại vì à, theo như mình theo như mình thấy thì chỉ là dẫn đi vào cái cõi âm đó đi vào một cái cõi một cái cõi nào đó thôi chứ không phải là địa ngục tại vì nếu mà dẫn đi vào địa ngục thì anh phải bị cái này cái nọ đúng không nhưng mình thấy trong câu chuyện là anh không bị gì cả nên thành ra là chắc có thể là anh được dẫn vào một cái cõi nào đó. À, rồi thôi bây giờ mình sẽ vào chuyện luôn nha. Thì uh, mình xin gọi anh này bằng anh nha tại vì anh này anh sinh năm 1972 là cũng tương đối lớn tuổi rồi. Thì anh có kể đó là ba của anh á, ba của anh mất vào năm 1976 lúc 26 tuổi à, có nghĩa là khi khi mà ba anh mất là anh mới có 4 tuổi thôi thì với một cái độ tuổi 4 tuổi đó là cũng đủ cũng đủ cái nhận thức đủ cái ghi nhớ được cái hình ảnh người cha người mẹ mình như thế nào à mọi người mọi người nhìn chi chú ý chỗ này nha là lúc đó là anh nhớ được cái hình ảnh của ba mình lúc 26 tuổi như thế nào à, và khi lúc đó ba mất đi thì mãi một cái thời gian trôi qua đó mãi một cái thời gian trôi qua rất là lâu là tới năm 2011 gần đây luôn á thì ba thì anh mới bắt đầu là mơ thấy ba về với anh đó là ba hiện vào trong giấc mơ của anh và khi mà ba hiện lúc này á là anh đã bốn mươi mấy tuổi rồi anh anh đã bốn mươi bốn mấy tuổi rồi nha mà khi mà anh mơ đó, thì anh lại thấy đúng cái hình ảnh luôn đúng cái hình ảnh của ba mình lúc mà 26 tuổi đó là một cái thời gian trôi qua là anh gần như là anh đã quên rồi mọi người hiểu không biết là gần như là anh đã không còn nhớ tới hình ảnh của ba mình như thế nào nữa nhưng mà khi cái giấc mơ đó mà ba vào trong giấc mơ của anh anh nhìn là anh nhớ liền tại vì cái hình ảnh nó 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 trở lại liền nên là anh nhớ là ba mình liền thì trong giấc mơ như vậy đó thì anh không có sợ anh nói là anh hoàn toàn không có sợ mà tại vì cái nỗi cái nỗi thương nhớ ba mình đó, nó 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 to lớn quá đi nên lúc đó là anh không sợ nữa mà anh chạy lại anh ôm ba mình luôn và anh hỏi là tại sao tới bây giờ đó tới bây giờ là con 40 tuổi rồi mà ba mới về để ba thăm con thì ba của anh mới nói là ba của anh là bị đầy bị đầy đi bảy ải à, bị đầy đi bảy ải và um, anh mới nhớ lại cái lúc mà cái này không phải trong giấc mơ mà anh nhớ lại ngày xưa là anh có hỏi những người trong sớm mới lúc mà ba anh mới mất khi này khi này anh tầm khoảng mười mười mấy tuổi đó thì anh có hỏi thì tất cả những người trong sớm là đều nói ba anh là một cái người rất là hiền ít nói lắm mà biết biết kiểu như là biết kính trên nhường dưới nói chung là một người rất là chất phát luôn rất là chất phát luôn mà không hiểu lý do tại sao mà lại lúc này là nghe ba nói là ba bị bị đì bảy ải như vậy đó thì anh mới anh mới nói là ủa tại sao như vậy tại vì con biết ngày, lúc mà sau này con có hỏi thì con có biết là ba hiền hậu hay nọ rồi đó thì mới được ba mới được ba tiết lộ cho ba nói là ngày xưa đó thì uh, ba không có hại ai hết nhưng mà do là ba đi lính đó, đi lính ở trong cái 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 thời mà trước trước, trước năm bảy mọi người thì khi mà đi lính như vậy á thì dù muốn dù không gì đó thì ba cũng đã vô tình sát hại đi rất là nhiều người tại vì ba làm ba cái này mình nói mình 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 nói thẳng luôn đó là ba, ba của cái anh này đó là làm bên cái vấn đề là truyền tin á truyền tin có nghĩa là khi mà phát hiện ra được là quân địch hay là sao đó là đang cắm trại ở đó đó hay là đang làm căn cứ ở trong cái ngôi làng đó đó là sẽ truyền tin về bên mình và, và, và kiểu như là bên đây là sẽ dội bơm như đó dội bơm nó để mà kiểu như là đánh đánh phá cái căn cứ đó và vô tình là làm hại rất là nhiều người để mà thiệt mạng nên thành ra là dù muốn dù không gì thì ba cũng đã vô tình gây ra gây ra rất là nhiều cái chết như vậy nên thành ra là cái tội lỗi của ba rất là nặng nên là ba bị đì đi bảy ải như vậy và tới bây giờ thì ba mới về đây ba thăm con được thì khi mà nói chuyện xong như vậy đó là ba anh mới dẫn anh đi lúc này là ba anh mới dẫn anh đi thì khi anh nói đi như vậy mà ngộ một cái đó là trong giấc mơ là ba anh dẫn anh đi nhưng kỳ lạ một cái là anh lại đi trước mà ba anh đi sau có nghĩa là anh anh biết là ba sẽ đi theo mình đó và anh không biết là anh sẽ đi đâu nhưng mà anh cứ đi thôi ở trong giấc mơ là anh cứ đi thôi và anh đi anh đi vào mỗi căn hầm mà anh không biết là ai dẫn đường hay sao thì anh cũng biết mà anh nói chỉ là anh chỉ bước đi thôi đứt bước đi theo quán tính thôi và anh biết là ba mình ở đằng bằng phía sau lưng mình thì khi mà anh đi ra hết cái đường hầm đó rồi đó thì anh thấy trước mắt của mình á là có một cái cây cầu một cái cây cầu nó bằng đá và cái đá là cái đá màu trắng mà màu trắng xám xám đó ở dưới cầu thì không có sông mà nó chỉ là kiểu như là khói á khói mà nó cuộn 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 lại thôi còn hai bên thành cầu á là có chạm chỗ mà không phải là rồng phụng mà chạm chỗ kiểu như là mấy có con quái vật hay con gì đó chạm chỗ hay nọ rồi những cái con con quỷ con yêu gì đó chạm chỗ hai bên cầu rất là nhiều à, và anh nhìn qua bên phía bên kia cầu đó thì anh thấy là nó có hai cái cột lớn là giống như là hai cái cổng á cái cột mà hai cột cổng nó là một một cái cổng đó, và rất là cao luôn rất là cao luôn và trên hai cái cột đó, đó thì là có bắt đầu là có chạm chỗ đồng phụng rồi thì khi mà anh thấy như vậy đó thì anh muốn anh mới anh mới tính là anh bước qua anh mới tính là anh sẽ đi qua cây cầu đó tại vì không còn đường nào khác nữa hết nhưng cái lúc này thì anh mới giật nhớ tới là ừ là không biết là ba mình có đi theo mình hay không nên thành ra là anh mới quay lại anh quay lại anh tìm anh, anh nhìn thì anh không thấy ba anh đâu nữa à, thì giờ lúc này là anh hoảng sợ quá đi tại vì lúc đầu anh can đảm anh đi vào cái đường hầm tối đó là anh nghĩ là ba mình sẽ đi sau lưng mình nhưng mà không biết tại lý do vì sao mà lúc này thì không còn thấy ba mình đâu nữa nên anh mới giật mình. À, anh anh mới giật mình, anh sợ quá rồi thành ra là anh tỉnh giấc luôn. À, và anh tỉnh giấc và lúc này anh nhìn đồng hồ là đã 3 giờ sáng rồi. À, là anh mơ cái cái đó là cái câu chuyện đầu tiên nha, đó là cái câu chuyện đầu tiên anh mơ như vậy. À, thì là một người 40 tuổi mà lại gặp một cái giấc mơ nó kỳ lạ vậy và anh cũng thắc mắc anh không hiểu lý do tại sao mà anh lại nằm một cái giấc chim bao như vậy. À, và thấy một cái hình ảnh như hình ảnh như như mình tả đó thì mọi người có thể là à, hay tưởng tượng tới cái khung cảnh mà đi đầu thai rồi sẽ đi qua một cái cầu đó một cái sông đó là phải uống chén canh chén canh mạnh bà này nọ rồi đó thì mình thấy cái khung cảnh nó cũng giống giống như vậy nhưng mà mình không biết là có phải là à, là ba anh đã hiện về và dẫn anh đi dẫn anh đi để mà xem coi, coi là cái khung cảnh địa ngục này như thế nào hay không mình không biết là mọi người có tin hay không tin nhưng mà mình cũng đã từng nghe có những cái không phải là bài báo Nhưng mà có những cái câu chuyện mà cũng truyền miệng cho nhau đó là khi mà đang ngủ như vậy là giống như là đi thiếp đó, đó mọi người biết đi thiếp không sau này có thể là mình sẽ làm một cái livestream mình nói rõ về cái vấn đề đi thiếp và bị lên đồng như thế nào à, nhưng mà mình nghe có nhiều người người ta đi thiếp là người ta sẽ đi như vậy là người ta đi từ chỗ này tới chỗ kia hoặc là người ta đi lên trời hoặc là người ta đi xuống dưới âm phủ này nọ rồi người ta đi và cái câu chuyện là cái câu chuyện nó có thật à, nên thành ra là bản thân mình thì mình không biết là mọi người có tin cái câu chuyện này hay không thì mọi người có thể là comment cho mình biết nha và bây giờ là qua tới câu chuyện thứ hai nè cái câu chuyện thứ hai này vẫn tiếp tục là anh được dắt đi nhưng mà lần này là bà nội của anh về dắt anh đi nhưng mà cái hình ảnh nó lại rõ ràng hơn à, như hồi nãy mình kể cái câu chuyện đầu tiên thì nó hơi mơ hồ chút xíu tại vì anh kể sao thì mình kể lại y chang vậy thôi mình thuật lại y chang vậy thôi nhưng mà còn cái câu chuyện thứ hai này là bà nội anh về dẫn đi là cái hình ảnh nó rõ ràng hơn anh nhớ được nhiều chi tiết hơn trong giấc mơ đó và nó nó gần giống như là thật luôn nó gần giống như là cái hình cái hiện trạng là cái hồn mình nó xuất ra và nó đi theo bà nội bà nội dẫn cái hồn mình đi xuống dưới dưới đó luôn chứ không phải là một giấc mơ nữa ở à, là nó thật giống như vậy đó thì trước khi mà ở trong cái giấc mơ mà bà nội dẫn anh đi đó là trước đó là anh đã thấy bà nội anh rất là nhiều lần À, bà nội anh mất vào năm 2006 thì lúc này anh cũng là tương đối là lớn tuổi rồi thì anh cũng thường xuyên là anh thấy bà nội anh về kiểu như là về sinh hoạt trong gia đình nè rồi về thăm anh đó. mới đầu đó, khi mà anh chưa biết trong giấc mơ anh chưa biết bà nội mất đó thì bà nội về và bà nội sinh hoạt như bình thường nhưng rồi hai ba lần như vậy thì anh mới nhớ tới là bà nội đã mất rồi đó thì lúc này bà nội là hiện về và cũng kiểu như là ừ là cho anh biết là ừ, bà nội mất rồi đó bây giờ bà nội về thăm con ấy rồi về kiểu như là hung nè ôm nè rồi xoa đầu rồi nọ đó rồi xong rồi tới cái lần gần đây nhất đó, là bà nội về là bà nội dẫn anh đi đó bà nội dẫn anh đi thì nó là cũng y cũng đi y chang cái khung cảnh của trong như như là ba anh về dẫn luôn đó y chang là là sau năm 2011 mà về dẫn đi như vậy thì cũng đi vô cái hầm đi tới cái cầu đó và lần này là bà nội anh đi trước chứ không phải là đi sau nữa bà nội anh đi trước thì bà nội anh mới nắm tay anh và dắt anh qua cây cầu đó và đi qua khỏi hai cái cây cột đó luôn Chứ không còn là như ba là tới đó là biến mất nữa Thì khi mà đi vô đây đó là anh thấy có một cái ông kia ông ngồi trên một cái bàn Mà anh không biết là cái phải là cái người gác cửa hay sao hay là cái người làm cái gì đó Mà ngồi là ghi chép sổ sách đàng hoàng nha đó là ngồi đi ghi chép sổ sách đàng hoàng và ông này là ổng mặc một cái bộ đồ lam cái bộ đồ lam của bên phật tử mình hay mặc đó nhưng mà nó khác một cái là cái bộ đồ lam mình mặc đó, là có thể là giống như áo mình đang mặc đi là nó cũng vừa dặn đúng không còn cái ông này đó thì anh nói là ông mặc cái bộ đồ lam á nhưng mà nó rộng lắm nó rộng thùng thình thùng thình lắm kìa nó rộng mà mình không hiểu lý do tại sao mà cái ông này ông lại mặc một cái đồ đồ nó rộng như vậy đó. rồi thêm một cái điểm đó là ông này ông có đội cái mão luôn ông đội mão quan như là mấy cái ông quan ngày xưa cái mão lên mà có hai cái này qua vậy nè à, và ngồi đó và và anh nhìn qua cái bên thì anh thấy là bà nội anh đang ngồi kế bên ổng mà ngồi dắt giò lên luôn á ngồi dắt giò giống như là bà, mấy mấy bà già mình ngày xưa mà hay ngồi đó là ngồi dắt giò lên và còn ngồi tiêm trầu nữa ngồi tiêm trầu để mà, mà mà mà, nhai trầu nữa à, cái khung cảnh nó thật vậy luôn á thì khi mà anh đứng anh dòm mình cũng không biết anh anh đứng anh dòm quá giờ đại sao anh thấy nó kỳ quá đó. thì hồi nữa anh nghe cái tiếng là cái tiếng kéo á cái tiếng kéo sợ vậy nè kéo này nè đó à tiếng kéo sình sệt sình sệt vậy đó thì anh nhìn qua thì anh thấy là có hai người không phải là đầu trâu mặt ngựa dưới chân á mà không phải là quỷ hay hay là gì chân là hai cái người là tướng bự con thôi là hai cái người tướng bự con mặt bậm trợn chút xíu thôi chứ không phải là đầu trâu mặt ngựa gì à, hai người bậm trợn vậy thì mới đang là cặp nách à, là hai người cặp nách cái anh kia ở giữa đó là có một cái anh thanh niên ảnh cũng tầm khoảng cỡ 20 20 ngoài đó đó à, là mặc đồ bình thường luôn chứ không phải là, là 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 nguyên một bộ đồ trắng giống như là trong phim hay sao mặc cái quần jean anh thấy là mặc rõ ràng là mặc cái quần jean luôn mà cái áo thì không nhìn được cái màu là do là thấy máu nhiều quá đó là thấy là máu chảy nó máu chảy vô cái áo lâu quá nó khô nó thành ra là cái màu nó đỏ huyết, á nó đỏ đỏ giống vậy nè mà máu thấm nhiều quá đó thì mới kéo cái ông nó đi kéo cái ông đi vô trong một cái cái phòng đó cái vô trong một cái cái nhà hay sao đó đi vô đó và đi ra đằng sau bức tường thì lúc này anh mới chú ý trong cái nhà cái thùng đó thì anh nghe cái tiếng la, tiếng hét đồ nhiều trong đó lắm Và anh không biết lý do tại sao chồng giống như là bị đánh đập hay sao đó Thì anh nghe vậy Thì lúc này anh mới quay qua nha, lúc này là không biết là sao anh không có sợ Anh không có sợ Anh hỏi cái ông mà ghi chép đó, anh hỏi là ủa cái cái chú đó là hai cái chú kia dẫn cái cái anh nó đi đâu vậy đó thì cái ông đó ông nói mà cái giọng ông nói cũng từ tốn lắm kìa cái giọng giọng nói từ tốn là nói là thì đưa cái cái cậu đó là cậu đi vô cái ải của cậu đó đó Thì anh mới nói Ủa vậy là cái anh đó là anh mất rồi hả Anh đó anh chết rồi hả Cái ông này mới nói Ừ anh chết rồi Cái anh lại hỏi tiếp là Ủa mà sao anh chết vậy Hỏi như bình thường vậy đó Thì cái ông kia ông lại nói là Nó bị vợ nó đẩy hay sao đó Nó bị vợ nó đẩy Vợ nó hại nó chết đó Nhưng mà tại vì lúc sống thì nó cũng làm những cái chuyện Mà thương thiên hại lý đó Nên thành ra là phải đưa vào trong cái phòng đó À, rồi lúc này là anh không có hỏi ông này nữa mà anh quay qua anh hỏi bà nội anh quay qua anh hỏi bà nội nói bà nội ơi vậy còn ông nội đâu ông nội với những người kiểu như là người cô người cậu gì mà đã mất đã mất trước đó rồi cứ nghĩa là mất trước bà nội thì tại bà nội là tới mãi năm 2006 mới mất lần còn có những người ông nội nội đồ thì mất và những năm trước năm 2000 đó thì mới hỏi đó thì bà nội mới nói là à, mấy người đó đi đầu thai hết rồi con ơi mấy người đó đi đầu thai hết rồi thì lúc này đó anh mới nhớ tới một cái nhân vật kia là một cái chị này chị tên là D Mình gọi là tạm là cái chị D đi Thì nói là ủa chị cái chị D vậy chị D là chị có chết là chị có xuống đây không à, Thì bà nội mới chỉ vô cái phòng mà Mới chỉ vô cái phòng mà hồi nãy mày dắt cái ông thanh niên nó vô đó Là cái phòng tra khảo đó là Mới chỉ vô đó, đó, Con D nó còn ở chổng á nó con đê nó còn ở chổng đó không biết chừng nào nó mới ra nó thì chắc là lâu lắm mà nó thì chắc là lâu lắm nó mới ra đó con À, thì cái câu chuyện về cái chị d này là lúc cái chị d chỉ sống đó là chỉ là làm mà kiểu như là à, hụi làm hụi làm gì đó mình không mình không có tiện nói tới tại vì cái nghề nghiệp đó thì mình biết là những người nghe chuyện mình cũng làm thành ra mình không có nói tới mà nói chung là làm những cái vấn đề đó về tiền bạc đó rồi đổ nợ hay sao đó thì bắt đầu là mới dùng qua bùa ngải đó thì mới bắt đầu chơi qua bùa ngải để hồng mà kiểu như là xóa nợ hay là sao sao đó nó cũng tế nhị ha thì khi mà làm bùa làm ngải vậy thì không được bao lâu hết nha mới có 10 ngày thôi đó, là bị ngải giật lại bị ngãi giật lại là trong vòng 10 ngày đó, là là chết luôn á thì khi mà chết như vậy thì mới bị đọa xuống đây mới bị đầy xuống đây và phải đi vô trong cái phòng gia khảo như vậy đó là bà nội nó con đê nó còn ở chổng đó mà nó thì nghe nói là nó nặng lắm đó không biết là là nó nó nó, chừng nào nó nó mới đi đầu thai được thì hết khi mà bà nội vừa nói hết xong đó thì cái ông này cái ông ngồi kế bên đó ông này ngồi nãy giờ ông mặc đồ lam đó thì ông mới nói là hả ở trên chợ anh sống sao ở dưới đây nó như vậy đó chứ không có cái gì mà khác hết trơn á rồi lúc này là anh lại tiếp tục anh quay qua anh hỏi bà nội tiếp anh hỏi bà nội nó ủa bà nội gì bà nội không ở chồng hả rồi bà nội bà nội ở đâu bà nội ở đâu kiểu như là muốn biết được là ủa sao thì thấy người nào người nấy cũng bị lôi vô trong phòng đó hết còn bà nội thì ở đây ngồi kế bên ông này hả thì bà nội mới nói là, là là, là là bà nội sống không có tội bà nội sống không có tội nữa, bà nội là sống ở bên đây nè sống ở bên đây nè là chỉ qua đó là khi mà anh nhìn qua đó là anh thấy là nó có một cái gian nhà cái, nó có một cái dãy nhà mà kiểu như là nhà đơn sơ thôi nhà lá cũng không phải là nhà lá mà nhà tường cũng không phải là nhà tường mà nó chỉ là một cái chỗ ở mà nhìn nó đơn sơ giống như là một cái nhà tập thể hay sao nó đơn sơ thôi thì khi mà chỉ qua đó đó thì khi lúc này là anh mới thấy vậy anh mới quay qua anh tính hỏi tới cái câu gì đó đó thì anh tính hỏi tiếp thì khi mà anh quay qua đó là bắt đầu là anh mới giật mình anh tỉnh dậy là cái giấc mơ nó nó kết thúc giữa chừng vậy luôn À, là bắt đầu là anh tỉnh dậy là anh thấy là lúc này là đã 3 giờ 45 phút sáng rồi à, là làm mới đêm anh mới nhớ cái câu chuyện nó như vậy và anh mới kể lại cho kênh mình nghe đó thì mọi người hãy là góp ý về cái về những cái câu chuyện này nha mình thấy cái câu chuyện này thì lần đầu tiên đó đây là cũng là lần lần đầu tiên mà mình kể về những cái câu chuyện mà đi trong cái giấc mơ gì đó Mãi thân mình không phải là mình không tin hay là tin gì đâu mình không mình không có, có đưa bất kỳ cái bình luận này vô trong chuyện này hết tại vì người ta đã có tâm rồi với lại anh có nói gì nè À, đây là chuyện, anh mình đọc nguyên văn luôn nha Chuyện này là chuyện có thật Mình không dám bịa, có sao kể vậy Để mọi người chia sẻ và hiểu thêm Nên thành ra là không có lý do gì mà mình nói mình không tin hết Và mình nghĩ là với một anh mà 40 tuổi Thì uh, họ cũng chẳng có đủ cái thời gian rảnh rỗi Để mà họ ngồi, để mà họ viết những cái chuyện mà 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 lưu trai chứ gì để mọi họ gửi về cho kênh mình để làm cái gì đâu mất thời gian hai bên thôi nên thành ra là nếu mọi người nghe thì mọi người cũng hãy đưa cái ý kiến của mình là có tin hay không tin và ai đã có từng có trải nghiệm này rồi đó và mình đảm bảo mọi người là đã từng có người trải nghiệm rồi à, thì có trải nghiệm như thế nào thì mọi người hãy cầm mình lên để cho mọi người cùng biết nha và bây giờ mình sẽ qua cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện này anh nói là cái câu chuyện gặp quỷ ở bệnh viện thì vào năm 1990 đó thì mà anh có làm ăn ở trên cái vùng mà, kiểu như vùng của những người mà dân tộc uh, thiểu số đó mọi người Có làm ăn trên này đó thì mọi người biết cái dân tộc thiểu số thường thường là họ ở trên trên cao đó Họ trên những trên vùng cao hoặc là trên những cái vùng mà nó có nhiều rừng nhiều núi đó Thì mũi chích rất là độc Nên thành ra là khi mà anh làm ăn ở đây anh ăn ngủ ở đây là anh bị mũi chích mà anh bị sốt sốt rét luôn nó bị, bị 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 sốt xuất huyết đó nên thành ra là mới đi vào bệnh viện đi vào bệnh viện và bác sĩ cũng yêu cầu là anh nhập viện lại để mà anh điều trị luôn thì khi mà nhập viện lại thì mọi người cũng biết là mình phải ứng trước một cái số tiền cho bệnh viện đó, từ tới khi nào hết đó thì người ta mới là à, có thể là người ta trả lại nếu dư người ta trả lại thiếu thì mình đóng thêm đó thì anh nằm ở đây anh nói khi mà anh ở trong đây đó là anh có một cái người em nữa có một người em vô ở chung để mà chăm sóc cho anh nữa thì chiều tối hôm đó đó là hai anh em cũng ngồi ăn cơm ăn uống bình thường mà bắt đầu là lên giường ngủ sớm tại vì bệnh mà cũng muốn ngủ sớm để mau lại sức mau khỏe để mà đi làm ăn tiếp thì khi mà anh nằm như vậy đó thì anh bắt đầu là anh nghe nha anh nghe cái tiếng mà nó tiếng hu hí hu hí giống như là ai đang giỡn hớt mà cái tiếng mà nó Nó sao sao nó hu hí hu hí đó nó, nó, nó cứ lồm cợm lồm cợm lồm cợm nó chạy vòng, vòng 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 trong phòng là nghe cái tiếng mà cười giỡn trong phòng vậy đó thì lúc này á, là anh không có mở mắt ra anh nhìn Anh không có mở mắt ra để mà anh nhìn coi là cái tiếng động nó phát ra từ đâu mà Những cái vong đó là họ cho anh thấy khi mà anh còn nhắm mắt luôn Là trong lúc anh nhắm mắt như vậy thì anh mới thấy một cái cảnh tượng đó nha Mình không biết là mình phải gọi là mơ, kiểu như nửa mơ nửa tỉnh hay là làm sao nữa Là anh thấy cảnh tượng đó là có 7-8 cái đứa nhỏ Có 7-8 cái đứa nhỏ mà nó mặc cái bộ đồ màu đỏ đó mặc bộ, cái bộ đồ màu đỏ bộ đồ của mình vậy nè nhưng mà ngộ một cái là nó còn thắt nó 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 còn thắt một cái dây đai nữa mặc bộ đồ màu đỏ nhưng mà lại thắt một cái dây đai màu trắng gì nè là tụi nó đang giỡn với nhau là tụi nó đang giỡn hết với nhau vậy đó. thì khi mà tôi đùng một cái khi mà anh thấy được cái cảnh tượng là tụi nó đang giỡn rồi đó là tụi, là tụi nó nhìn qua anh kiểu như tụi nó biết là anh đang nhìn tụi nó đó, đó thì tụi nó mới chỉ anh nha tụi nó mới chỉ anh và tụi nó bắt đầu là nói bắt nó bắt nó bỏ vô bao bắt nó bỏ vô bao liền bay bắt nó bỏ vô bao liền là bảy tám đứa nhỏ là bắt đầu là song 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 chạy lại anh chạy lại phía anh để mà bắt anh bỏ vô bao là còn cầm thêm cái bao nữa nha cầm thêm cái bao nữa thì lúc này trong lúc anh nhắm mắt nha trong lúc anh nhắm mắt thì anh mới bật dậy để mà anh tính anh bỏ chạy đó thì khi mà anh bật dậy cái là anh mở mắt ra ở là khi là mình nhắm mắt thì thấy cảnh tượng đó mình sợ với cái anh bật dậy anh tính bỏ chạy thì khi mà bật dậy một cái thì anh mở mắt ra thì anh nhìn xung quanh là anh không thấy gì hết mà nó cái cảm giác nó giống như là giống như là anh mới vừa trải một cơn ác mộng vậy đó nhưng mà anh khẳng định lúc đó là anh không ngủ là anh chỉ nhắm mắt thôi kiểu như là bệnh mà người biết á bệnh là phải rất là khó ngủ ngủ là ngủ tuy là lúc mà ngủ là ngủ mê thiệt nhưng mà người nó cứ quể quải nó nhức mấy cái khớp á nhất là sốt khớp sốt huyết á mình đã từng bị rồi đó là nó nhức mấy cái khớp tay khớp chân và khó ngủ dữ lắm nên thành ra nói lúc đó là anh chưa có ngủ mà anh chấm mắt anh thấy gì đó mà anh cứ mở anh hết hồn mình giật mình anh mở mắt ra thì nó không thấy nữa rồi cái anh cũng tưởng là đâu là lúc đó thì đang bệnh mà cũng tưởng là chắc là mơ hay gì hay là sao nên là tự nhiên vô trong đây chắc là lạnh lẽo cái bắt đầu là sợ gì thằng thần hồn lấy thần tính đâu đó thì anh cũng bình tĩnh đi cũng nằm xuống anh nằm tiếp mà anh cứ nhắm mắt lại đó là anh lại nghe cũng y chang vậy từng bước một bước đầu tiên là nghe tiếng cười giỡn cười đùa rồi xong là vẫn còn đang nhắm mắt luôn bước thứ hai là vẫn còn đang nhắm mắt luôn mà thấy nguyên một đám nhỏ như vậy nó đi vòng vòng rồi nó bắt anh rồi cái bước thứ ba anh hết hồn anh mở mắt ra là anh không thấy ai hết mà ba cái bước đó nó cứ diễn đi diễn lại hai ba lần đó hai ba lần nha lúc này thì tới cái lần thứ tư đó tới cái lần thứ tư thì anh không còn thấy cái đám nhỏ này nữa mà anh lại thấy có một cái ông già đó có một cái ông già mà cái ông này là ông lùng nha đó ông lùng nha cái người ổng thì ốm thì lùng đó còn cái mặt ổng thì nó, nó nó, nó nó không phải là mình nói mặt mâm mặt mặt như cái cái nia nọ rồi mà cái mặt nó mặt bự có nghĩa là cái đầu của ổng là nó bự so với cái người của ổng tại vì ổng vừa lùng mà vừa ốm nữa đó, vừa lùng mà vừa ốm nữa mà sao tự nhiên cái đầu thì nó lại quá bự nó, nó bự hơn cái người nó sao nó kỳ vậy thì ổng thấy cái ông này là ổng còn đè lên người anh nữa ổng leo lên người ổng leo từ trên giường ổng leo lên người ổng đè lên người anh nữa đó mà mà cứ mỗi lần mà bị đè mà anh sợ quá mà anh mở con mắt ra là nó hết anh mở con mắt ra mà nó hết đó, là không thấy cái gì nó mở mắt ra là thấy bình thường không có gì thấy ra hết có thể là nghe tới đây mọi người nói ừ là tại sao vậy thôi nếu mà sợ quá, thôi đừng nhắm mắt mở mắt luôn thì nếu mà những người nào mà đã từng trải qua cái 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 cân bệnh mà sốt xuất huyết ấy, giống như mình đã từng bị sốt xuất huyết nằm trong bệnh viện sư Dương hạnh tầm khoảng cỡ 5 ngày đó mình nói với mọi người á cái người mà bị, 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 bệnh sốt xuất huyết đó, là người ta không có muốn ngủ đâu nhưng mà cái con mắt người ta nó sụp giống như là nó mệt lắm mình từng bị vậy rồi lúc mà mình hết mà con mắt mình nó còn lờ đờ luôn đó ngủ thì không ngủ được cứ nằm ở đó mà con mắt nó cứ nó cứ nhắm là gì nè nhưng mà lỗ tai thì vẫn nghe xung quanh nhưng mà mở ra không nổi nó nặng lắm hai con mắt nó nặng ì à, mở ra không có nổi thì thành ra là ảnh cứ như vậy đó là ảnh khi nào mà ảnh quá sợ đi ảnh mới mở con mắt ra mà mở con mắt ra thì không thấy cái đứa bé đâu không thấy cái ông già đâu hết mà mở hồi mà lúc đó mình nói á, cái cảm giác mà khi mà bệnh nó xuất huyết mở con mắt là y như mình dở cục tạ 10 kg vậy đó mở ra ngồi nó chịu hết nổi vừa sụp con mắt nó chút xíu là bị đó là anh sợ quá nha anh sợ quá là sáng sớm á bốn năm giờ sáng mặc dù là còn rất là mệt nha cũng ráng là đi bộ đó, đi cà lết cà lết cà lết xuống cổng bệnh viện đó là trước cổng bệnh viện thường có mấy ông xe đơm đó thì lên đó là kêu ông đơm chở về tới nhà luôn đó thì khi mà chở về tới nhà như vậy đó thì mới gặp người nhà và mới kể lại câu chuyện nó nghe đó thì người nhà bắt đầu là tức tốc là trong buổi sáng luôn mà ngay lúc đó luôn ngay lúc đó luôn là mới chở anh lên một cái ông thầy vua một cái ông thầy bùa thì ổng mới kiểu như là đưa ba cái lá bùa cho anh anh đốt anh uống như đó anh không nói rõ mà anh nói là anh sử dụng ba cái lá bùa đó anh uống hay là anh nuốt vô người vậy đó là một lá thì là ngay lúc đó là uống liền một lá thì vào chiều tối đó chuẩn bị ngủ mà chờ ui ui đó là bắt đầu là phải uống cái lá bùa đó liền thì khi mà lên gặp thầy bùa xong vậy là anh cũng yên tâm đó và anh cũng một phần là anh cũng tiết cái số tiền mà mình đã ứng trước cho bệnh viện Tại vì bây giờ ví dụ như là có giấy xuất viện thì người ta mới trả cho mình Chứ còn bây giờ mình trốn mà Mình trốn khỏi bệnh viện mà người ta đâu có trả đâu đó, Nên thành ra là thôi thấy vậy thôi kệ anh cũng quay lại cái bệnh viện luôn Thì chỉ tới tầm khoảng 1-2 giờ trưa thôi Là buổi sáng đó là anh trốn ra khỏi bệnh viện Anh gặp thầy Pháp xong là tới 1-2 giờ trưa là bắt đầu là anh quay lại cái bệnh viện rồi Chứ anh cũng không không có ở nhà Thì tới khi mà vào bệnh viện rồi đó Thì tới 5-6 giờ đó Thì lúc này là anh cũng là đem cái lá bùa ra Để mà anh uống, anh uống là ông thầy Pháp mà anh nói á, ngộ lắm nha Anh uống vô một cái là tự nhiên là anh nằm xuống là anh nhắm mắt là anh ngủ luôn Anh ngủ rất là ngon mà anh không biết là do cái lá bùa đó là nó nó, nó, nó giúp anh về cái mặt tâm linh hay là ông thầy Pháp hay là ông thầy Pháp dởm mà ổng cho anh kiểu như là là thuốc ngủ ở trong đó đó mà vừa uống hết ba lá bùa xong mà anh ngủ trời ngủ ngon ngủ rồi à. lúc đó là anh tin liền mới đầu anh đâu có tin đâu anh đâu có tin mà ví dụ như tâm linh thì anh tin mà còn ba cái thầy pháp bùa ngải anh đâu có tin đó, nên mà khi anh uống cái bồi vô là anh nhắm mắt anh ngủ ngon thì là ngon là anh tin liền anh tin anh nói rồi ông thầy pháp này chắc cũng cao tay ha là uống ba cái lá bùa đó vô xong rồi rồi là mấy ma quỷ không có tới này nọ chọc phá mình ngủ ngon ghê á mà ngủ đâu á giống như là ngủ tới 12 giờ mấy gần 1 giờ á thì cái này mình đoán nhưng mà mình không biết chứ không phải là mình nói ấy là không biết là bùa nó hết hiệu nghiệm hay là cái thuốc mê ở trong cái lá bùa nó hết hiệu nghiệm thì mình không biết mà cứ tới 12 giờ mấy một giờ là anh tỉnh đó cái lúc này là anh hết ngủ được rồi thì khi mà anh mở mắt ra Anh mở lúc này là mới tỉnh dậy mà anh cũng hơi lờ đờ 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 Nói sao mấy giờ ta Nhìn đồng hồ lên cái đồng một mấy Tự nhiên sao ngủ tới giờ này mà dậy ta Hồi nhắm mắt ngủ tiếp à, Hồi nhắm mắt ngủ tiếp Thì khi ngay lúc này nè Anh nhắm mắt mắt anh, anh nhắm con mắt anh lại á Thì anh nghe cái tiếng gió bên lỗ tai đó. Mà mọi người biết á, ở trong bệnh viện mà những cái khu mà sốt xuất, xuất huyết là kỵ nhất là ra gió à, xuất, xuất bệnh, bệnh xuất xuất huyết là kỵ nhất là ra gió luôn Nên thành ra là những cái phòng nào mà có người bệnh xuất xuất huyết đó, là thường thường là cửa sổ rồi nọ đồ màng kéo rất là kỹ là không hề có gió nha mà anh nằm đó thì lúc này anh lại nghe cái tiếng gió nó thổi vù 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 bên bên cái lỗ tay nè đó thì anh nói nó sẽ tự nhiên gì 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 tự nhiên trong phòng mà có gió trời phòng kính mà có gió trời đó thì anh mở mắt ra anh giờ anh giờ xung quanh này nọ đồ cái anh lại cũng không có thấy mà 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 người không có người nào thức hết chân á trong phòng nó cũng năm bảy người mà cũng không có người nào thức hết chân á ngủ hết trơn rồi mà anh nhìn trên quạt máy thì quạt máy không có bật tại vì đã sợ gió là không có bật máy nóng quá thì lấy cái quạt phổi 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 trong người chút xíu thôi Ôi, tới bây giờ thì có máy lạnh thì ở thôi chứ hoàn toàn là không được ngồi trước gió mà thì anh cũng nhắm mắt nha cứ mà ngộ cái là sao anh cứ mở mắt anh cứ mở mắt là anh không thấy gì hết mà anh cứ nhắm mắt là anh lại bị nó cứ vậy hoài đó thì khi mà anh nhắm mắt là bắt đầu là anh nghe cái tiếng gió xong mình còn nghe cái tiếng mà cái tiếng dài cao gót cái tiếng mà cái tiếng dài câu gót mà nó đi mà nó gõ xuống dưới cái nền gạch thì mọi người biết là nó nghe nghe cớp cớp lớp cớp lớp cớp lớp cớp á thì anh nghe bắt đầu là anh nghe cái tiếng dài câu gót đi ở ngoài cửa đi 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 đi, đi ở ngoài cửa mà ngay chỗ phòng của anh á thì nó nó trời trời ai mà vô duyên như trời y tá bác sĩ thì chắc chắn là không đi dài câu gót rồi đó đó là chỉ có những người mà đi thăm bệnh thôi mà giờ này một mấy hai giờ ai đi thăm bệnh giờ này mà mang dài đi lớp cớp thì vô duyên như trời đó thì vừa nghe xong kiểu như là vừa nghĩ xong đó nha Mà cũng là vậy nữa, cũng là mở mắt ra cái là không nghe Mà cứ nhắm mắt lại cái con mắt nó nặng nó trì xuống cái lại nghe Đó Thì bắt đầu là lúc này là nghe tiếng cớp cớp xong rồi bắt đầu là qua thêm cái tiếng mà cái tiếng cười Cái tiếng cười ở đây không phải là cái tiếng cười mà ha 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 Giống như là những lần trước mình kể là tiếng, tiếng cười mà Cố tình chọc anh đâu Mà cái tiếng cười này là cái tiếng cười của một người phụ nữ mà kiểu như là cái tiếng cười là tiếng cười lăn lạnh á, tiếng cười cười cười, đó là kiểu như cười mà cười khúc khích cười lăn lạnh lăn lạnh lăn lạnh như đó mà, đó là anh anh lại nghe nha, anh nghe vậy xong cái cái cũng vậy mở mắt ra cũng không thấy nhắm mắt lại cũng nghe, đó thì từ từ khi mà lúc này mà anh nghe từ từ là cái tiếng cười nó lại càng ngày nó càng gần gần tới cửa phòng chút xíu sau thôi là cũng nghe cái tiếng lớp cớp lớp cớp với cái tiếng cười đó, đó lại đi vô ngay chỗ cái giường bệnh của anh luôn có nghĩa là giống như là có một cái con ma nữ nào đó mà nó vừa đi nó vừa đi lớp cớp mà nó vừa đi lại ngay chỗ cái giường của anh mới vừa đi với cười ở là nó y chang giống vậy đó là giống y là càng ngày càng lại gần lại gần lại gần anh đó nha thì lúc này đó anh vẫn nhắm mắt anh không có dám mở mắt ra anh nhìn anh sợ anh mở con mắt ra anh nhìn đó là anh lại thấy cái con ma con quỷ hay con gì đó đó là nó đứng trước mặt anh một cái nữa là rồi coi như là xong luôn á là, là, là anh không cần phải chờ hết bệnh đâu là anh hết bệnh liền lúc đó luôn đó đó thì anh mới bắt đầu là anh quay người nha anh chở người anh qua bên vách tường anh chở người qua bên vách tường để mình tránh cái 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 cái, cái tầm mắt đó là nhìn cái mắt anh hướng vô vách tường đó thì lúc này anh mới mở con mắt hí 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 ra anh nhìn đó, thì trên cái bức tường đó là nó nó giống như nó phản chiếu lại một cái bóng đó mà mình không biết cái cái con ma mình là con ma nữ nằm bên này thì nó cao hay không cao thì không biết nhưng mà ở trên cái bóng thì thấy nó bự lắm mà ở trên cái bóng thì thấy nó rất là bự luôn nó bự nó cao lên tới nóc vậy đó đó là bắt đầu là anh thấy nó còn lấy cái tay mà nó 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 dang tới như nè mà cái bóng đó nha thấy cái tay từ trên tường là nó dang xuống ngay chỗ người anh giống như là muốn bóp cổ hay là bóp hỏng anh làm gì đó mà cái tay là cứ dang xuống như nè thì khi cái lúc đó anh nói là anh tự nhiên anh cảm nhận có một cái luồng hơi lạnh mà nó lạnh đâu từ mình nó lạnh đâu từ 10 cái đầu ngón chân luôn á 10 cái đầu ngón chân mà nó lạnh 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 lạnh, lạnh lên tới ót tới từng cái cổng tóc của anh luôn là anh cảm nhận rõ là có luồng hơi lạnh nó chạy luôn mà nó chạy từ dưới ngón chân nó chạy lên cái đầu nên anh rất là sợ nha là giờ anh không biết làm sao rồi đó thì lúc đó thì ngay lúc đó thì có cái tiếng mà tiếng bìm biệp kêu à, anh nói là cái tiếng bìm biệp ở dưới sông nó kêu chứ không phải là là, là tiếng gà gái đâu tiếng bìm bịp kêu thôi thì cái con cái tiếng con miền biệt nó kêu lên cái á, là đùng một cái là mọi thứ là không còn gì nữa hết đùng một cái là cái căn phòng mới là nó yên tĩnh mà nó không còn nghe tiếng cười tiếng dài tiếng dép hay là cái bóng gì là nói chung là không còn thấy bất kỳ cái gì nữa hết đó thì lúc này là anh nhìn qua nhìn lại anh thấy anh, anh cũng chỉ như là, là là, là đỡ rồi đó là biết là là, là biết là cái con miền biệt nó kêu xong là chắc là trời sắp sáng hay sao đó nên thành ra là anh mới nhắm mắt để mà anh ngủ tiếp là anh cũng không biết mấy giờ tới sáng hôm sau luôn là mặc dù là bệnh mặc dù là tiếc tiền nhưng mà anh vẫn cuốn gói anh trốn về nhà luôn chứ anh không có đi vô đó nữa anh không bao giờ anh không bao giờ đi vô trong cái bệnh viện đó nữa tại vì nó nó quá kinh dị đi mặc dù là anh không anh chưa có bị gì hết chưa có 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 có, có, có bị bóp cổ hay là bị đè hay là sao hết nhưng mà anh lại thấy cái những cái hiện tượng tâm linh như vậy đó thành ra là sợ quá là coi như là trốn viện luôn có bỏ bỏ luôn cái tiền ứng trước luôn đi về nhà luôn đó. Đó, thì đó là cái câu chuyện tiếp theo ha bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện thứ ba, thứ ba của ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện này nó cũng ngắn ngắn thôi, anh cũng kể về một cái lần mà anh bị anh anh bị đè đó, anh anh bị đè ở ở Đà Lạt ở một cái khách sạn ở nhà trọ ở Đà Lạt. Thì lúc này anh có nói là nhà anh có tổ chức là đi Châu Đốc, đi Châu Đốc để mà đi vía bà, nhưng mà đi Châu Đốc xong bắt đầu là sẽ tổ chức một cái hành trình là đi từ Châu Đốc mà đi lên tới Đà Lạt luôn. À, mọi người biết là đi từ Sài Gòn mình đây mà đi lên Đà Lạt á là nó cũng là cũng là khá là xa rồi. Đó à, là chạy cũng ngồi cũng mệt mỏi rồi uống gì mà đi từ chỗ đốc mà đi lên tới Đà Lạt là năm trăm mấy chục cây là đi rất là lâu và ngồi rất là mệt nhưng mà khi tới nơi như vậy thì mới mướn được một cái nhà trọ một cái một cái nhà trọ nhỏ nhỏ ở gần chợ Đà Lạt thôi chứ không được khách sạn là một cái nhà trọ bình thường tại vì đi cũng đông đó thì cũng mỗi người hùng lại chút cũng không có bao nhiêu tiền nên không có đi ở khách sạn tốt được thì khi đi vô đây đó là anh ngủ chung anh có một cái phòng riêng đó là anh có anh nè vợ anh là con anh nè đó là vợ anh nằm ngoài đó, xong con anh nằm giữa và anh nằm bên này thì tối anh đang ngủ vậy đó thì anh lại bắt đầu là anh không biết anh mắc cái gì đó mà tự nhiên anh mở mắt ra đó là bị thúc giục hay sao mà cái diễn đang ngủ ví dụ như là mình bị cái gì mình khiều mình giật mình mình mở mắt ra mình nhìn đi không anh đang ngủ một cái cách mà nó bình thường vậy tự động anh mở mắt ra luôn anh mở mắt ra giống như là anh có linh tính là là là, là, là cái gì đang trước mắt mình như ta là xong mình tò mò mở mắt ra vậy đó thì khi mà anh vừa mở con mắt ra thôi đó là anh thấy có một cái cô gái À, anh thấy có một cái cô gái nha tóc thì ngang vai đồ thì do là tối quá thì anh không anh không có nhìn rõ là anh chỉ thấy là nó ngà ngà trắng thì anh nghĩ là có thể là nó mặc màu trắng đó mặc bộ đồ màu trắng đó nhưng mà do là cái bóng tối nó tối tối đó, trong phòng mà nó nhìn không có rõ chỉ là thấy là nó 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 là một 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 cái đồ màu màu sáng thôi chứ không phải là màu đen nhá thì thấy một cô gái vậy nha tóc ngang vai vậy nha là đi từ từ về phía anh nha leo lên người anh nha leo một cái cách mà rất là chiều mến đó, leo từ từ đó, chứ không phải là kiểu như ma quỷ mà bay vô rồi dằn xé nọ đồ anh nói là đi từ từ mà cái lúc mà ngay từ khi mà anh thấy cái cô gái đó mà anh mà cổ đi thôi đó, là anh đã cứng đờ rồi là anh đã bị đè ngay từ cái lúc mà thấy cô gái rồi chứ không phải là cô gái lại đè anh rồi anh mới bị đè đâu hả à, mọi người hiểu không chứ là anh vừa thấy rồi là anh cứng người rồi thì anh thấy cô này là đi lại từ từ, từ từ, từ từ rồi bắt đầu là leo lên giường anh Leo từ từ chậm rãi nó không có gì gấp gáp không Mà leo lên người anh nha, bắt đầu là dơ chân qua ngồi lên người của anh nha Bắt đầu là mới để, để cái tay vô cổ từ từ, từ từ Cái tay vừa đụng với cổ anh là nhấn liền Cái tay mà vừa đụng vô cái cổ một cái thôi là nhấn Nhấn mà kiểu như là nó rất là dã man luôn cái khung cảnh đó, mà mọi người nói mọi người mọi người mà bị con ma nó lại nó đè nó nó đè thiệt là lẹ nọ đồ thì nó còn đỡ luôn còn này là cứ từ từ nhẹ nhàng nhưng mà để cái tay xong mà nhấn bóp mạnh thiệt là mạnh mạnh thiệt là mạnh như thế nào trời ơi. nó rất là kinh dị thì cái lúc đó như vậy đó thì anh còn cảm nhận được là cái mái tóc đó, khi mà đè anh nhấn anh vậy nè mọi người nhấn anh vậy nè thì cái mặt nó phải khum sát xuống cái mặt của anh đúng không thì cái anh còn cảm nhận được tóc 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 của cái người phụ nữ còn con gái đó là nó rớt xuống dưới mặt anh mà nó vơ qua nó vơ lại vơ qua vơ lại nữa anh còn cảm nhận rõ ràng vậy luôn á thì lúc này là anh quá ngợp rồi anh ngợp quá ngợp mà anh đứng người nữa thì anh trong đầu anh anh chỉ là niệm nam mô Di đạo phật nam mô gì đạo phật thôi là trong đầu anh niệm thôi còn sống chết gì đó thì mình cũng không có biết tới luôn không biết là là sống hay chết mà chỉ biết là ở trong đầu là nam mô di đạo phật nam mô di đạo phật thôi À, thì niệm thiệt là lâu vậy thì từ từ bắt đầu là giãn giãn ra thì cũng là giãn giãn ra Rồi cái người con gái nó bắt đầu là từ từ buông lỏng lỏng cái cổ ra cái là bắt đầu là biến mất. Là ngồi ngay trên ngực anh luôn mà anh nhìn anh anh bị đơ mà anh ngồi nhìn nhìn trên ngực anh gì nè. Ngồi trên ngực anh mà anh niệm niệm hồi là thấy cái tay từ từ lỏng 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 ra tầm 3 giây sau thôi là bục cái là biến mất. Đó là còn không thấy một cái cái, cái dấu vết gì nữa. À, thì anh thấy vậy anh cũng ngủ luôn rồi sáng hôm sau anh cũng không có dám kể lại nữa. Anh không có dám kể lại cho những đoàn nghe tại vì sợ, ai cũng sợ rồi đang đi chơi mới không lẽ giờ mới vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ ngồi xe lên tới đây rồi sợ quá đi về nữa thì nó kỳ. Đó à, thành ra là anh không có dám nói gì hết mà anh chỉ là khấn thôi. Anh đứng ở trong phòng anh khấn anh nói ừ là à, tôi cũng lỡ được, à, tôi cũng lỡ đường ngủ ở đây. Hồi à, nãy vô tôi cũng quên xin phép về họ đồ, thôi bây giờ tôi xin cho tôi ngủ lại một đêm ừ có gì à, tôi đi chơi xong rồi tôi về đó thì nếu mà thuận tiện chắc tôi là sẽ mua bánh trái tôi cúng xong rồi tôi mới đi đi về đó là thành ra là hai ba đêm sau anh ở đó là anh không có bị gì nữa thì ra anh cũng là đu giữ đúng lời hứa trước khi đi vậy thì anh cũng kiểu như là trước khi mình dọn đồ á mọi người khi mình dọn đồ thì anh cũng bài đồ ra anh, anh cúng anh cúng anh không thắp nhang nha tại vì trong trong phòng phòng cấp hút thuốc không có không có thắp nhang được thì anh cũng cúng mình khấn ừ là tôi cúng mọi người bánh trái chút xíu thôi mà chút xíu bánh trái với cây này nè thì cúng xong mới bắt đầu là anh cũng dọn anh bỏ vô vali anh kéo về luôn chứ anh không có dám để đó để đó sợ nhiều khi là là kiểu những người khác mà người ta có giàu thuê người ta thấy tự nhiên vô một cái phòng khách sạn mọi người tưởng tượng đi vô một cái nhà trọ khách sạn mà thấy có một cái đống đồ cúng để góc nhà góc phòng thì ai đâu mà dám mở nên thành ra là anh cúng đó anh cũng trong quá trình dọn đồ tầm khoảng nửa tiếng 45 phút đó là cũng vừa đúng một nén nhang rồi đó tuy không thấp nhang nhưng mà cái thời gian nó vừa đúng nén nhang đó, thì anh cũng dọn đồ anh bỏ vô vali anh kéo về luôn nửa đường anh mới bỏ xuống thùng rác À, đó là một cái câu chuyện ngắn anh kể về một cái lần mà mà anh trải nghiệm nha, anh trải nghiệm một cái lần bị đè. Bị đè mà nó cũng đè rất là kinh dị nha, tuy là nó mình gọi là nhẹ nhàng và đau đớn đó, nhẹ nhàng mà đau đớn đó là ở ở Đà Lạt ha. Rồi à, bây giờ sẽ qua cái câu chuyện tiếp theo nè. Cái câu chuyện này á là nó xảy ra vào năm 1982, lúc này á, là anh kể về cái câu chuyện này nó ở cái tỉnh Ma Lâm. Cái tỉnh Ma Lâm, ở cái cái uh, huyện Ma Lâm chứ cái khu vực Ma Lâm ở tỉnh Bình Thuận. À, thì anh có nói đó, ở ma lâm thì nếu mà ai ở đây đó ở gần đây sẽ biết ở đây là nó có cái cầu móng đó cái cầu móng rất là nổi tiếng là cái cầu móng là để mà đỡ cái đường ray á cái đường ray cho xe lửa đi ngang qua đó rất là nổi tiếng luôn mà nổi tiếng nhất là về xe lửa và nổi tiếng nhất là về những cái câu chuyện ma cỏ nữa tại vì nó vào cái thời kỳ cái thời kỳ mà mà chiến tranh này thôi đó thì ở đây là chết rất là nhiều nên thành ra là chết mà đâu có ai biết đâu mọi người mọi người chết trong chiến tranh thì đâu có ai biết biết tên biết tuổi đâu thành ra là không có cúng kiến được á nên là đâm ra là những cái đó là những cái hồn đó là không phải là thiếu điều là không phải là ma nữa mà thành là quỷ luôn rồi chứ không phải là ma nữa nên rất là nổi tiếng thì có một cái câu chuyện nổi tiếng như nè cái ông đó là ông làm cái nghề mà kiểu như cũng đi làm gặt trong đồng rồi ở đó thì thường thường là ông sẽ đi làm sớm đó thì cái hôm đó đó thì ông mới gặt ở ngay chỗ gần ông đi gặt mướn mà thì ông mới đi gặt gần cái chỗ mà mà gần cái cầu móng đó, đó. thì ông mới nghe cái tiếng khóc nghe một cái tiếng khóc mà không phải là tiếng một người khóc mà tiếng rất là nhiều người khóc thì anh nhìn lên thì ông thấy ở đằng xa là nó có một cái đoàn đám ma đó, nó có một cái đoàn đám ma đang đi ngang vừa đi vừa khóc lóc rồi quăng giấy tiền gì đó rồi ở đằng sau là có sáu người bốn người sáu người gì đó kinh quan tài đó, rồi bắt đầu là người đi trước rồi cầm di ảnh rồi đi là y như là một cái đoàn đám ma một cái đoàn đám ma đi khóc lóc vậy đó thì ông ở đây ông cũng tặc lưỡi nữa đám ma nữa ai chết nữa vậy ta ơi nào đâu nó cũng không để ý gì hết đó thì ông cũng bình thường nha vậy cái qua ngày hôm sau cái ông lại nghe tiếng khóc lại nhìn thấy cái đoàn đám ma nữa cái ông lại nhìn lên ông nói hôm nay có người đi chết nữa thôi bốn lần như vậy đó là cứ ông là cái qua ngày hôm sau ông lại thấy cái đoàn đám ma nữa qua ngày hôm sau ông lại thấy cái đoàn đám ma đi ngay nữa mà ông tưởng đâu là bốn cái đám ma khác nhau thì ông nói sao dạo này trong sớm gì mà 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 chết gì mà chết liên tục vậy trời chết đâu mà 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 ba bốn người chết hoài vậy ta đó thì tới cái lần thứ năm nha tới cái lần thứ năm này ông nhìn nữa ông lại cũng nói là ông không sao ông nói sao nó ngộ quá ta sao cứ đúng cái giờ đó ông không có cái đồng hồ nhưng mà ông kiểu như là mình ước mình ước chừng đó thì cầm khoảng bốn năm giờ sáng mặt trời nó lên thì mình ước chừng đó là lên vừa tới cái mí đó, đó là biết là đúng giờ đó mà cứ đúng tới cái giờ cái khắc đó đó là lại nghe tiếng khóc mà ông đoán trước luôn mà ông đứng đây ông nói là rồi cái này là chắc là tầm khoảng chút xíu nữa thôi là nghe tiếng khóc mà là y như gần luôn là chút xíu nữa là, là nghe tiếng khóc là nhìn lên là thấy đám ma thì lúc này ông mới nheo nheo mắt nhìn nha tại vì cái đám ma đó đi nó cũng xa lắm nói thì chứ nó cũng xa nó cách đâu khoảng cỡ 50 mét trăm mét đó. thì ông mới nheo nheo nhìn 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 thì ông nói là nó lúc này thì ông mới biết được là những cái đám ma trước là là không phải là nhiều người khác nhau mà là của một người thôi là kiểu như là của một cái đoàn cái gì cái con ma con quỷ gì đó làm cho mình thấy đó, tại vì tất cả những người đó, đó không có bước đi mà là lướt đi đó mà là lướt đi lướt đi lướt lướt với với lướt đi nè chứ không có bước đi đó thì lúc này anh mới biết là rồi 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 đó là ma quỷ chọc mình gì đó là mấy bữa trước là mình nhìn giống như là nó thấy mình không có sợ đó, mọi người kiểu như là cái người mà cái không biết con ma con quỷ này tất cả những người đó hay là làm sao thì mình không biết không? Thì mới mới làm cho ông sợ mà ai về ông không có sợ, ông thì ông kiểu như điếc không sợ súng, ông cứ tưởng đám ma bình thường ông dòm dòm. Xong ông cũng tặc lưỡi, ông dòm dòm ông cũng tặc lưỡi. Không có biết. Ở à, tới bây giờ khi mà ông nhìn xong thì ông mới biết rồi đó, ông biết là bị ma quỷ chọc á là coi như là ông bỏ luôn. Có nghĩa là đang làm giữa chừng á thì nhiều khi là người ta phán là trong vòng 7 ngày phải gặt xong á là tôi mới trả tiền đó. Gặt được 5 ngày rồi là gặt được 2 phần 3 rồi là ông bỏ luôn, ông bỏ tiền cũng không có lấy luôn, làm đi về nhà ông bỏ chỗ đó ông không gặt nữa luôn. À, là nói vậy đó là một cái câu chuyện cũng rất là nổi tiếng ở chỗ Ma Lâm này nha rồi tiếp theo một cái câu chuyện nữa là nói về cái câu chuyện cái bà này là cái bà bán bún riêu thì cái cái cái, cái bà bán bún riêu này nè là bà có ở nhà bà đó là bà có con gà con gà mà con gà nó hay gái buổi sáng đó mà bà, nói là con gà này á không biết con gà con con gà thiên hay con gà gì mà nó 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 gái hay dữ lắm có nghĩa là nó mà nó mà gái một cái là bà bật chạy đó là lúc đó ngày xưa thì đâu có đồng hồ đâu mọi người không có không có đồng hồ mà đàn bà phụ nữ thì thường thường người ta cũng không có biết nhìn trời nhìn sao nhìn trăng gì hết trơn á là cứ nghe cái tiếng gà gái là bà bật dậy nha bà đánh răng xúc miệng rửa mặt này nọ rồi chuẩn bị gánh cái gánh gánh bún kêu á gánh đi ra chợ cách đó tầm khoảng bốn năm cây số đó là bà cứ ra tới đó là ngay giờ họp chợ thôi và lần nào như lần nấy trong suốt bốn năm năm trời À, là cứ con gà này á con gà này mà nó chết chứ là bắt đầu là bưng con gà khác về là con gà nào con gà nấy nó cũng đi trang vậy đó nó cứ mà gái một cái thôi y như cái đồng hồ nó thức gái một cái thôi là bà, gà, bà gánh bà quải cái đó là bà đi cái là đúng giờ vậy đó mà có cái bữa hôm đó đó không biết là là là, là ma xui quỷ khiến hay sao hay là cái con gà nó chọc bà hay sao mà nó gái sớm hơn nó gái nó, nó gái sớm hơn đâu chừng cỡ bốn mươi phút tiếng đồng hồ á mà bắt đầu có biết thì bây giờ mình nói mọi người mà nếu mà giấu cái đồng hồ đi á, thì mọi người dậy giữa giữa đêm mọi người biết lúc nào là 2 giờ lúc nào là 3 giờ mọi người đâu có biết đâu đúng không thì cái bà này bà cũng vậy khi bà dậy thì bây giờ bà nghe con gà nó gái thì bà cứ lật đật bà dậy bà làm bà lui cua bà làm nữa chứ bà cũng không có nhìn trăng nhìn sao nhìn trời gì nữa đó là bà cứ lui cua bà gánh bà gánh đi đi nè thì khi mà bà đi như vậy á, thì bà đi tới cái cầu móng nó đi tới cái cầu móng như mình nói hồi nãy đó thì những lần trước nha dừng 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 lại một chút những lần trước là có rất là nhiều người hỏi bà nói bà 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 gánh bún riêu qua đây hàng đêm mà bà không có sợ ma hả thì bà này mới cũng bà thì bả là sợ ma nhưng mà tại vì bà, bà đồ đồ bà giỡn nó trời ơi ma sợ tôi chứ tôi sợ ma cái gì hả à, không phải có không phải là bà nói vậy là bà không sợ ma đâu mà tại vì là bà phải buôn bán như vậy để bà kiếm tiền mới mưu sinh với lại bà lo cho con cái bà nữa nên thành ra là người ta hỏi vậy xong rồi bả nói nói đại kiểu như là thuận miệng nói đại ra vậy luôn đó à, kiểu như đồ đồ thôi chứ bản thân bả thì bả rất là sợ ma à, thì do là mỗi con đường đi bây giờ là mặc, mặc dù mọi người nhà có ở nghĩa trang hay là sao nữa đi mà mọi người cứ đi tới đi lui đi tới đi lui tới lui trong suốt bốn năm năm trời vậy đó thì mọi người phải quen thôi chứ đâu có gì đâu nữa sợ thì cái bà này cũng vậy à, thì cái hôm đó là con gà nó gái thứ nhất ấy, là con gà nó gái sớm hơn chừng tiếng đồng hồ đi thì bà quải ra bà quải cái gánh đó nha bà gánh ra tới hồ móng thì lúc này á, thì tự nhiên sao bà lại sợ bà nói là tự nhiên sao cái lần này đó thì thấy nó lạnh lạnh sao mà cái con người mà cái tim nó tự nhiên đi tới đây cái tim mới đập mạnh cái tim mới đập mạnh mà nó cứ thông thoát thông thoát mà nó nó giống như là có ai rình mò mình hay là sao mà nó cứ nó cứ ớn 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 trong người á giống như là mọi người đi vào căn nhà hoang thì mọi người hay ớn ớn là nó giống vậy đó tự nhiên nó nổi da gà nó ớn ớn sợ sợ sao á À, xong rồi tự nhiên đi tới đây cái bả mệt bả mệt là bả mệt là do tại vì con gà nó gáy sớm hơn 1 tiếng là bả ngủ ít hơn một tiếng là bắt buộc là phải mệt thôi mà tại vì không có đồng hồ bả đâu có biết đâu bả gánh lên vậy bả đi tới đây sao bả thấy bả mệt luôn đi mà còn sợ sợ nữa nên thôi bả tính là bả sẽ ngồi xuống à là bả ngồi xuống bả bỏ gánh xuống để bả ngồi bả nghỉ mệt bả nghỉ mệt bả thở ở đâu tầm khoảng năm mười phút gì đó xong rồi lấy can đảm là bắt đầu là một hai ba cái là gánh đi lẹ lẹ, lẹ 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 qua khỏi cầu móng luôn á tại vì hơi hơi ghê ghê rồi nên thành ra là bả ngồi xuống bả nghỉ mệt chút xíu thì bà nghĩ đâu tầm khoảng 10 phút thôi đó là bà bắt đầu bà đứng lên bà quải đi bà gọi cái gánh bà đi nha thì đang đi đâu tầm khoảng nửa bước chân à có nghĩa là mới vừa quải lên vừa dở cái giò lên để đi à thì bà nghe cái tiếng ụt ịt ụt ịt nha à, nghe tiếng ụt ịt ụt ịt, ịt đó thì bà thấy đâu có con heo à, bà thấy đâu đâu có đâu có con heo đó, nó chạy từ ở trong ở trong mấy lùm nó chạy ra mà bà đâu có đâu có nghĩ gì đâu tại vì nó đâu ngay chứ gần đó thì nó cũng có nguyên một cái làng nó nguyên một cái làng này cũng nuôi heo đó nên thành ra bà nghĩ đó Trời ơi nhà ông nào mà con heo đi lạc ở đây không biết nữa trời Tệ hết sức tệ luôn cái này mà quân trộm cướp nó thấy là nó ghiền lắm mà Bán con heo đó nhậu một tháng trời chưa hết nữa Thì bà cũng nghĩ vậy thôi là bà cũng đi Mãi con heo này nó cứ lủi lại ngay chỗ cái gánh của bà đó Nó lủi từ sau lưng nha Bà đang đi á, thì cái gánh này nó có gánh trước gánh sau Thúng trước thúng sau đó thì nó cứ ủi với cái thúng đằng sau của bà Nó ủi bà một cái Cái bà quay bà bà kêu đi, đi, đi. Đó, à, Cái là nó quay đầu á đi nó quay đậu đi xong cái bà đi chút xíu cái là nó quay ngược lại ủi bà nữa ủi ba bốn lần vậy đó nó, nó, nó bà, bà, mới chửi mà bà chửi đổng mà mặc dù nói chuyện với heo nhưng mà tức quá bà chửi đổng đó bà nói mày mà ủi cái nữa nha tao quất cái đòn gánh vô đầu mà là bể đầu đó nha nha ủi 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 đi bắt đầu lúc này là nó đi nó quay nó đi đó, nó quay nó đi thì bà cũng quay lên trước bà, 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 bà đi tiếp thì lúc này bà thấy đâu tầm khoảng lâu lâu rồi đó tầm khoảng lâu lâu mà sao nó, nó chưa có ủi nữa đó là bà biết là chắc là nó sợ rồi đó nên thành ra là bà yên tâm bà đi tiếp thì ngay cái lúc này là bả mới vừa bước tầm khoảng còn 2-3 bước nữa là là sẽ đi ngang cái đường ray Đi ngang cái đường ray Thì bả nghe cái tiếng phịch 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 nè Bả nhìn lại thì, thì bả thấy con heo đó Nó không phải là nó không ủi bả nữa mà là nó bắt cái chớn Có nghĩa là nó đi xa chút xíu mà nó quay đầu nó bắt cái chớn nó chạy lại phía bả Thì khi mà nó chạy phịch 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 lại phía bả vậy nè Thì nó không có ủi rồi đằng sau ủi lên nữa mà nó chạy qua mặt bả luôn nó chạy qua mặt bả luôn khi mà nó chạy qua mặt bả đó là bả nhìn nó bả nhìn vô con heo rồi bả nhìn như này thì con heo nó chạy ngang thì bả mới nhìn theo con heo bả nhìn theo con heo vậy nè thì bả nhìn là hai con mắt đó là nó 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 đỏ rực hai con mắt là nó đỏ rực luôn mà nó lại có thêm hai cái răng nanh nữa đó là nó là cái hình dạng là con heo nái mà là cái 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 mặt thì là mặt hay con heo rừng đó là giống như câu chuyện mà mà vợ ai đã phá quỷ của anh dương minh sơn đó là con heo nó vậy đó con mắt nó đỏ rực à, mà răng nanh nó chĩa lên nữa mà heo nái thì làm gì có răng nanh đúng không nó chạy qua mặt bả luôn chứ nó không ủi bả này nó chạy qua mặt bả xong rồi nó nó chạy tới chỗ gần cái đường ray nó qua cái đường ray chút xíu đó nó quay đầu lại y như là mình nó sẽ hơi mà quay đầu vậy đó nó quay đầu lại xong nó bắt chớn nó ủi thẳng như người bả luôn nó ủi thẳng một cái cành một cái là lúc này đó là bả đâu có đứng im chỗ đâu mà bả vừa đi mà bả vừa cách cái cách cái đường ray là ba bước chân thì con heo bả chạy qua mặt bả thì bả vẫn bước đi chứ bả đâu có dừng lại thì khi mà nó ủi vô bả là bả đã đi tới cái đường ray rồi à, Bà bả đi tới cái đường ray rồi nó ủi một cái cành một cái thôi là bả nằm sải lai nằm bả nằm ngang cái đường ray luôn bả nằm ngang cái đường ray là y như là nằm là chờ chết vậy đó là xe lửa đi ngang là cái bẹp là rồi xong rồi đó bả nằm ngang cái đường ray đó luôn bả không còn biết trời trăng gì nữa nha nhưng mà hơn sao đó là như từ đầu chuyện mình đã nói đó, là cái đường ray này nó rất là nổi tiếng về cái vấn đề là bị kiểu như là ma cỏ hay nọ đồ á nên thành ra đó là rất có rất là nhiều người giống như bà này từ trước đó là kiểu như là không biết bị gì nhậu xỉn vậy hay sao rồi nằm ngủ giữa đường ray hay là sao là bị cán hoài nên thành ra đó là trước khi mà biết là xe lửa sẽ chạy qua trước đó tầm khoảng 10 phút á là có hai cái ông đi gác là ông sẽ đi coi là dạo cái thời gian gần đó mới đi coi thôi là bá hên sao là là bà lại bị bị ma hù ngay cái thời ngay cái thời gian mà những cái ông đó là đi canh á thì trước 10 phút là mấy ông này sẽ đi canh thứ nhất là cũng coi coi là có đá coi có bị dính vô đường ray họ được hay không rồi bắt đầu là dòm coi là có con gì nằm ngang giữa đường hay là sẵn dòm coi là có ai bị ma dắt nằm giữa hay không á thì lúc này đi ngang là thấy bà nằm đó trời thấy bà nằm đó người ta hú người ta la quá trời luôn hai ông đó hú nhau đó lại ginh bả vô đi ginh bả vô lề liền chứ là 10 phút nữa là xe lửa mà chạy ngang là cái bẹp cái là mất tiêu luôn á thì sáng hôm sau đó thì bà cũng phải gánh nữa có nghĩa là qua, qua, bữa sau đó bà cũng uh, cứu bà tỉnh rồi mà thì bắt đầu là bà gánh ra nữa bà gánh ra chợ bà nói thôi chắc là tôi đã... sau này là tôi kiếm ít tiền lại tôi kiếm ít tiền lại tôi không gánh ra sớm bắt đâu gánh ra trễ trễ thì kiểu như là đợi trời sáng đó để trời sáng mới gánh ra thà bán ít lại hai ba chục tô chứ mà gánh kiểu này mà có ngày chắc là bị xe lửa cán chết luôn nó ghê quá À, rồi đó cũng là mỗi câu chuyện nữa nha rồi tiếp theo mỗi câu mẫu chuyện ngắn nữa mẫu chuyện ngắn ở trong cái 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 ma lâm này ở ở tỉnh bình thuận nữa là ở trong đây nó có đoạn cái khúc ở đó có một cái cái đồng đó là nó có một cái cây một cái cây nó cao lắm cái cây nó cao mà nó bự nữa nó bự mà hai ba người ôm mới giáp á nha là cái cây rất là bự mà không biết là cây gì không biết là chắc là, nếu mà cây đa thì anh này anh đã nói là cây đa rồi nhưng mà không phải là cây đa là một cái cây vậy thôi đó thì có một cái anh thanh niên kia, cái một cái bạn đó bây giờ thì anh nói chứ anh cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vào cái thời điểm câu chuyện xảy ra đó thì ảnh mới có 12, 13 tuổi thôi. Nên thành ra là là mình mình gọi bằng thằng thì nó kỳ quá mình cũng kêu bằng anh luôn đi. Đó. Thì cái anh đó đó là ảnh là làm cái nghề ảnh là kiểu như là giang hồ mà giang hồ sớm trâu đó. có nghĩa là ảnh sẽ dưới tay ảnh là ảnh sẽ, anh sẽ anh sẽ có rất là nhiều những thằng lóc nhóc mà mà năm bảy tuổi nọ rồi là là người ta mấy cái ông kia là nói ừ là mày ví dụ như ổng ổng tin 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 mấy người chân châu hay kia bằng lượm thì mà thôi mình cũng đặt ra là lượm đi lợm lượm mày mày coi mấy con trâu của tao nha này nọ rồi cho tiền nó ở cho tiền à, cho tiền ảnh ảnh mới lấy cái tiền đó ảnh chia đôi ra ảnh ảnh cho mấy đứa nhỏ lại rồi xong mà ảnh mới đưa mấy đứa nhỏ đi giữ trâu còn ảnh suốt ngày là ảnh dùng cái tiền phân nửa tiền còn lại bỏ túi xong rồi suốt ngày đi lang bang đi chơi không mà À, đi bắn chim mày nọ cầm ná bắn chim mày nọ là không à? à thì cái hôm đó, đó là ảnh cũng là được người được người ta phán cái giữ châu là ổng cũng là kêu mà những người kia đi canh hết rồi đi coi châu hết rồi ổng à, ngồi đó ổng chơi thôi ổng đi bắn chim bắn cá rồi thôi lúc này đó anh mới tới cái cây đó, đó nha anh tới cái cây đó thì anh anh đang ngồi thì anh nghe cái tiếng chim nó hót mà cái tiếng chim nó hót nghe nó lanh lảnh lanh lảnh mà biết là con chim này hót mà nếu con chim này nó hót hay vậy đó mà mình bắt được nó mình đem ra chợ mình bỏ vô lòng mình cho người ta nghe đó là người ta mua cái giá nó cao lắm nên thành ra là ông ngồi đó là ông nghe kiếm kim hót xong ông quay lên ông dòm liền ông quay lên ông ông ông, ông dòm liền ông tính là ông bắt đầu là ông cầm cái ná là ông chan là ông bắn rồi đó nha mà cái cái ông này và cái anh này thời điểm đó, đó là nói là bắn đó, là ví dụ là yêu cầu là chỉ trong vòng 5 mét thôi yêu cầu là trong vòng năm bảy mét thôi là bách phát bách trúng đó là cứ là trong vòng năm bảy mét là bắn cỡ nào cũng trúng hết dữ vậy mà đó là thiện xạ mà mà cái lần này ha bắn cục đá bắn không tài nào trúng được con chim mà nó kỳ lạ cái nữa đó là ông gian lên ông nhắm nha ông nhắm con mắt này nè ông buông ra bắn một cái phập một cái không có nghe một cái phập không trúng con chim mà con chim nó bự lên chút cứ bắn một cái phập cái là con chim nó bự lên chút bắn cái phập cái con chim bự lên chút bắn bốn năm viên gì đó ông tức mà tại vì con chim nó hót hay quá mà bắn mà nó còn hót nữa lúc mà bắn nó dụ như bắn dụ như không trúng thì con chim nó nghe một cái phạt cái gì thì nó cũng phải bay đi đúng không là kỹ như là nó bắn xong mình ông ông này ông anh này anh đứng đây anh bắn đó thì nó ở chảnh nó hót giống như là nó hót chọc quê ảnh vậy đó hả à, là anh tức quá anh bắn bắn bắp, 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 bắp bắn càng ngày là hồi nãy cái con chim đâu đó, nó bằng nấm tay à. mà bắn hồi nữa là con chim nó búng bằng con gà luôn rồi nó bự ghê luôn rồi đó mà lúc này là do cái anh này mới có 13, 14 tuổi mà cái thời mà trẻ trâu mà đúng gọi là thật trẻ trâu mà điếc không sợ súng á lên đâu có biết ma biết quỷ gì đâu thấy con chim nó càng ngày càng bự là càng khoái là cứ là bắn bập 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 bắn cho nó bự là từ con chim nhỏ nhỏ thành con gà luôn cũng chưa biết sợ nữa đó thì lúc này là không biết tới cái gì thứ mấy đó, thì khi lúc này là môi, 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 môi kiếm nha môi, môi, môi kiếm quay lên vừa dương lên nhìn đó là con chim mất tiêu mà biến thành nguyên một cái đầu con người nguyên một cái đầu con người á nó bự ở đây mình không phải là nói ma mặt mâm hay là bằng cái nia nữa mà là nó bự là nó bự như cái thao anh nói nó bự như cái thao mà hai con mắt của nó thôi mà nó bự bằng cái chén rồi đó để mọi người biết cái đầu con người nó nó bự cỡ nào mà chỉ thấy cái đầu thôi chỉ thấy cái đầu thôi không thấy mình mẩy tay chân gì đấy thấy cái đầu nó nằm kiểu như là nó nằm nó, nó nằm nghiêng qua nghiêng lại ở trên cái cây đó mà thấy đúng cái đầu thôi rồi thôi lúc này mà khi mà đang cái, vừa dương lên vừa dòm cái thôi là té cái đuôi luôn là vừa dòm mà té cái đuôi luôn là không biết là mình bắn chim hay là con chim bị hay là bị con chim bắn nữa vừa dang lên vừa nhìn vô cái đầu đó hết hồn giật mình một cái là ngồi xong đó, xỉu luôn là bất biết luôn hết biết cái gì luôn đó, thì ở đây là người ta kiểu như là những cái người mà người ta lúc mà lúc mà hồi nãy người ta phán chăn trâu đó thì tới chiều người ta gan. người ta người ta lãnh trâu về người ta lấy trâu về đó thì thấy nó nằm ở xỉu đó, thì thấy anh nằm ở xỉu người ta nói nó trời cái thằng này nó, nó chăn trâu gì mà nó, nó trúng nắng hay gì mà nó xỉu rồi bắt đầu là biết nhà biết cửa mà thì cũng bắt đầu là đưa về nhà đưa 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 về nhà của ảnh thì khi mà đưa tới nhà của ảnh nó đưa vô trong đây thì tưởng đâu là bị sốt bị trúng gió hay là nắng quá này nọ rồi bị 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 cảm này nọ thì thôi thì cũng nằm điều trị đâu cũng thuốc thang 2-3 ngày mà cứ nửa tỉnh nửa mê nửa tỉnh nửa mê mà cứ tỉnh được chút là la làng um sùm lên hết la đừng có bắt tôi đừng có bắt tôi đừng có bắt tôi la um sùm lên hết à, thì ở đây bắt đầu là mới nói nhau rồi cái này là, là, là không phải là cảm xúc bình thường nữa mà là bị là, là kiểu như tâm linh rồi à, nên thành ra là mới kêu hai ông thầy về mà mới kêu một ông đó kiểu như là kêu từng ông nó kêu ông này xong kêu tới ông kia đó, là hai ông này vừa bước vô tới cái nhà nhìn đứng bấm 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 tay xong là quay đầu trở ra không nói một tiếng nào hết quay đầu trở ra đi đó à, là không biết là ông thầy này là ông hai ông thầy này là hai ông thầy dởm hay là hai ông thầy là cũng là ghê thiệt mà tại vì con quỷ nó ghê hơn đó, thì mình không biết nha đây mình không khẳng định nha mà cái ông này vô đứng bấm bấm tay quay đầu đi gà đi một mạch luôn không nói một tiếng nữa hết mà hai ông là ông nào cũng giống ông nào hết cái ông kia tới cũng rồi quay đầu đi à, thì tới ba bốn ngày sau đó, thì mới nghe nói được có một cái ông thầy người chăm ông thầy người chăm nha thì mới kêu ông tới đó thì lúc này ông này ông tới đó thì ông mới không quay đi mà ông ngồi đó để mà ông, ông phán ông ngồi đó ông phán ông nói đó, là cái anh này đó là không có biết sợ trời sợ đất gì hết đã là người ta là đã biến con chim nó bự rồi mà mặc dù chưa ai kể nha mặc dù lúc đó là chưa ai kể mà cái anh này anh còn nửa tỉnh nó mê anh đâu anh đâu có kể lại là bắn bắn nhiên là con chim nó bự đâu mà ổng vô ổng bấm tay ổng nhìn nhìn sao ổng nói là người ta đã biến cho con chim bự rồi là người ta là là, là không có, có có kiểu như là người ta đã ra một cái dấu hiệu rồi mà cứ ở đây mà cứ bắn liên tục vậy thì người ta mới hù cho biết gì đó cho sợ cho bỏ cái tật sau này biết mai biết cỏ thì người nhà mới năn nỉ nó thôi bây giờ có cách nào không có làm bùa chú gì nọ để đuổi con ma quỷ ra thì ông này ông nạt ông nói bậy làm bà trời ơi cái dông này là người ta chết là là ba trăm mấy bốn trăm năm rồi đó mà mà giờ làm bùa làm chú mà tôi tôi làm lại nó giật luôn tôi nó giật luôn con bà là, là là, khỏi thấy mặt đó luôn đó thôi bây giờ không nói bậy nhà nó không nói gỡ như người ta nghe nữa là, là chết luôn đó, để im để tôi làm cho à, thì cái ông này ông cũng là bắt đầu là ông lấy giấy viết ra đó ông ông ghi những cái đồ cúng đó nhang đèn trái cây bánh trái hay quay rồi đó ông ghi ra một cái tờ giấy thì ông ghi vậy xong đó ông kêu người nhà đi mua đó, người nhà chạy ù chợ đi mua vậy làm cho một bàn vậy đó nha thì ông mới ngồi ông đọc mà ông đọc là tiếng tiếng trăm của mà ông kêu không, không biết là tiếng trăm hay không mà tại do này ông người trăm thì chắc là là ông sẽ đọc tiếng trăm đúng không thì ông đọc những cái ngôn ngữ khác mà nói là ngôn ngữ khác đi ông đọc ông ngồi ông đọc ông đọc mà ở nhà nghe không có hiểu gì hết nhưng mà biết nhưng mà biết chắc chắn là ông đang năn nỉ á tại vì mọi người biết mặc dù là tiếng nước ngoài đi mà mình ví dụ như mình nghe cái tiếng mà để mà chửi bới nó ừ mày phải đi này nọ đồ ra lệnh đồ hiệu lệnh đồ mạnh miệng đồ là cái tông giọng nó phải khác còn cái này nghe ổng là ổng kiểu như là ổng ổng đọc cái tiếng đó mà ổng đọc cái tiếng như than thở như là nhẹ nhàng giống như là năn nỉ á giống như là cái tiếng mà kiểu như mình hay năn nỉ nha ừ thôi mà này nọ rồi đó kiểu kiểu vậy đó. đó là nghe ổng đọc mà ổng đọc lâu à ổng đọc một tiếng mấy đồng hồ á thì ổng mới ra ổng nó trời ơi trời tôi đang nghĩ là muốn gãy cái lưỡi luôn nó mà chịu đi đó rồi thôi ngang thôi ngang từ nay nói nó nó tỉnh á dài bữa nữa nó mới tỉnh được nó tỉnh xong rồi là nói nó là 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 biết ma biết quỷ làm ơn làm phước đi nha cái này là năn nỉ dữ lắm mà mới được rồi coi né né đi né né cái 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 cây đó ra đi cái cây đó người ta ở là cái cây thấy cái cây nó bự gì không người ta ở mấy trăm năm mới chổng rồi đó mà gan ghê gan này nọ đâu ông chửi quá trời chửi luôn đó à, xong ổng cũng không lấy tiền không lấy tiền lấy bạc gì hết mà có mấy cái đồ cúng đó mấy cái bông hoa cúng rồi đó thì ông nói thôi cho tôi xin cái đó thôi cho tôi xin tôi đem về tôi ăn uống này nọ được rồi chứ không có tiền bạc gì hết là ông đem ba cái heo quay rồi trái cây nhan đèn rồi về thôi chứ ông ngoài ra là ông không có, có lấy một 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 đồng bạc nào hết à, đó thì cũng là mỗi câu chuyện nó cũng rất là nổi tiếng ha à, quên nữa sau đó đó sau đó thì anh có kể khúc cuối là sau đó đó là vài tháng sau nha vài tháng sau thì lúc cái lúc đó thì không biết là 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 ý trời hay sao đó thì cái cây đó, đó cái cây mà cái cây cao bự đó là nó bị xét đánh và xét đánh đó nha xét đánh mà trẻ làm đôi luôn mọi người tưởng tượng đi xét có đánh sao mà cái cây nó nó trẻ làm đôi luôn thì nó không phải là đánh một cái đùng mà nó trẻ liền đâu đánh một cái đùng như vậy đó thì người ta tới là người ta người ta thấy là cái cây nó đen thui rồi là người ta biết là trời đánh quỷ đánh ma rồi đó thì người ta cũng không có để ý nhưng mà rồi từ từ mấy ngày sau từ từ mới nghe nghe từ rắc 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 từ từ là nó mới trẻ làm đôi luôn chứ còn không phải là ừ là trời đánh cái ầm cái là trẻ làm đôi liền đâu cái đó thì nghe nó 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 xạo quá cái là vẫn đánh đánh cái đùng thôi thì cái cây nó vẫn đứng đó mà nó đen thui à nhưng mà mấy ngày sau nó mới trẻ làm đôi À, đó là, là, là kết thúc câu chuyện rồi những ngày hôm nay thì mình à, những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi là do một anh đó, một anh tên Linh anh đã gửi về những câu chuyện gì đó nó cũng hôm nay cũng là một, một câu chuyện nó cũng khá là dài ha mặc dù là hôm nay mình kể là nó cũng hơi ngắn mình không biết là hôm nay được tới một tiếng không ta nhưng thôi mọi người cũng thông cảm cho mình đi <laughs> tại vì mình cũng đang chuẩn bị soạn một cái kịch bản nhỏ nhỏ để mà ngày mai đó mọi người ngày mai thì 8 giờ ngày mai là mình sẽ livestream stream là bốn tầm khoảng để mình chia sẻ thiệt luôn là tầm khoảng ba bốn giờ ngày mai là mình sẽ ngồi vô mình kể những câu chuyện ma ở tập 127 rồi xong xong mình sẽ để lên trên youtube gì đó nhưng mà mình không có đăng lên rồi sau đó là tới 8 giờ là mình sẽ ngồi mình mà mình live stream để mình mình nói chuyện với mọi người mình trò chuyện với mọi người tới tầm khoảng cỡ 9 giờ 9 giờ rưỡi gì đó đi đó rồi, rồi sau đó là mình mới bắt đầu là mình sẽ đăng cái video lên có nghĩa là cái live stream vừa kết thúc là mình sẽ đăng cái câu chuyện ma ở tập 127 lên nên thành ra là hôm nay mình cũng tính kể dài dài chút xíu nhưng mà thôi Mà xin phép mọi người là mình cũng kể nó hơi ngắn chút xíu Nhưng mà nó cũng trên 50 phút ha mọi người ha Để mình soạn một cái kịch bản nhỏ nhỏ để cho cái tiết mục livestream nó nó, nó suôn sẻ nhất có thể nha mọi người nha à, rồi, những câu chuyện này ngày hôm nay là, là, là như vậy thôi Mình cũng không có gì nói thêm nữa Chỉ mong là mọi người ngày mai đó Là à, hãy vào xem cái livestream của mình à. Quên quên, hôm nay là ngày 7 tháng 3 rồi, ngày mai là ngày 8 tháng 3 rồi đúng không? Ngày 8 tháng 3 thì mình cũng phải, ít nhiều gì mình cũng phải có một cái lời chúc đến với mọi người à, Thì ngày 8 tháng 3 thì mình cũng à, à, chúc những anh chị đó, không quên, mình chúc những chị nè, cô nè, à, dì nè à, mở nè à, những người phụ nữ nói chung là phái nữ là có một ngày 8 tháng 3 thiệt là vui vẻ nha à, và thì em 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 xin lỗi là em chỉ xin chút ngắn gọn vậy thôi còn cái này là em xin dặn dò những cái anh mà đàn ông con trai đó thì ngày mai nếu mà những anh nào công tác thì coi cũng cố gắng là thôi bút vé máy bay sau thì cũng ở ngoài đó luôn đi khoa hãy về là cái thứ nhất cái thứ hai là những anh chồng nào mà đang ở nhà thì mai cố gắng hẹn công việc sau để mà ngày mai làm việc nha ngày mai tốt nhất là nên tránh xa vợ con càng sớm càng tốt chứ đừng có ở gần vợ con mất công lắm giống như sáng hôm nay đó là vợ em á 8 tháng 3, mai mai 8 tháng 3 là vợ em là ẩm con mà cứ đi vòng vòng trước mặt em mà cười cười hoài rồi Cái mặt gian lắm á à, Cứ đi vòng vòng cười 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 gian gian là em thấy ghê ghê rồi đó Không biết là ngày mai là phải tốn kém thêm cái gì nữa ha Rồi Thôi nói đùa cho mọi người vậy thôi à, Rồi cũng chúc là chúc những chị nha Những những chị phụ nữ ngày mai là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ Có một ngày 8 tháng 3 thì là vui vẻ bên gia đình nha mọi người nha rồi những câu chuyện tới ngày hôm nay là kết thúc rồi Nếu mà thấy hay đó, thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cũng biết Thì khi đó mình người ta có những câu chuyện ma đó người ta sẽ gửi về cho mình Để mình tiếp tục kể lại cho mọi người cùng nghe nha Hôm nay là mình quên bán luôn cái vụ mà mình giới thiệu khô gà luôn rồi Nên thôi mình chỉ nói ngắn gọn nếu mà những anh chị cô chú nào yêu thích mình Nếu mà được có cơ hội thì hãy là ủng hộ bánh tráng Và khô gà của Vũ Mập nha Để Vũ làm chương trình từ thiện 50 tuần mì mỗi tháng cho người vô gia cư Rồi Vũ Mập xin chào mọi người